đây là một cái dạng rừng ngập mặn. Thì bạn thấy là hào nó đang nuôi từng chùm như thế. Và chúng ta đang dần dần đi ra cửa biển. Thì chúng ta thấy trước mặt chúng ta chính là biển. Đây là cửa biển. Và người nông dân thì họ đang đánh bắt cá. Đây, họ đánh bắt cá ở cửa biển. Và nếu mà đi ra nữa thì chính là cửa biển. Đi ra biển luôn. Họ đang đánh bắt cá. Người ngư dân họ đang đánh bắt cá. Go to the ocean nè. Cuối cùng. Yes. Go to Vietnam. Việt Nam, Việt Nam. Go back to Vietnam. Go back. What they what they catch? Pizza or oyster? Wow. Rồi bây giờ là ra biển luôn. Đây là bờ biển. Thì hiện tại là sẽ ra biển luôn. Ta sẽ quay trở lại.